Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe để sống HTV3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì cơ thể chúng ta được kết hợp bằng những tế bào và nó là một hệ sinh thái cực kỳ hoàn hảo. Nó cũng có những cái quy luật riêng của nó và giấc ngủ của chúng ta là một trong những cái điều rất là quan trọng với lại những cái hệ sinh thái của cơ thể chúng ta. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì theo các nhà khoa học nghiên cứu, khi mà đi ngủ là khi mà cơ thể chúng ta tái tạo lại những cái tế bào chúng ta được gọi như là hồi xuân quý anh chị. Vâng, bởi vậy mà giấc ngủ cực kỳ quan trọng với sức khỏe cũng như là cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta thường thấy rằng là mỗi khi mà chúng ta ngủ không đủ giấc hay là ngủ không sâu giấc thì chúng ta thường có cái cảm giác là mệt mỏi, ề oải vào sáng ngày hôm sau. Và công việc của chúng ta cũng không đem lại những cái hiệu quả tốt, cũng như là chúng ta sẽ khó lòng kiểm soát được những cái hành vi của chúng ta. Bởi vậy mà nó sẽ không đem lại những kết quả cao trong cuộc sống và trong công việc. Trong video này tôi xin được mời quý anh chị chúng ta cùng đi tìm hiểu để biết rằng chúng ta đi ngủ giờ nào và thức dậy giờ nào thì đem lại những cái hiệu quả tốt, cũng như là đem lại những cái sức khỏe tốt và sự minh mẫn, kiểm soát được những cái hành vi mỗi ngày của chúng ta, quý anh chị nhá. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng theo dõi video để tìm hiểu vấn đề này. Nên đi ngủ lúc mấy giờ là tốt nhất cho sức khỏe? Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe mỗi con người, nhưng để đảm bảo được mọi hoạt động của cơ thể và giúp trí não luôn tỉnh táo nhất thì nên ngủ ít nhất 8 tiếng trên một ngày. Vậy nên đi ngủ lúc mấy giờ và thức dậy lúc mấy giờ để tốt cho sức khỏe? Tìm hiểu về giấc ngủ. Một chu kỳ giấc ngủ của bạn thường kéo dài trong khoảng 90 phút. Trong quá trình ngủ buổi đêm, chúng ta sẽ phải trải qua 5 giai đoạn của giấc ngủ, 4 giai đoạn ngủ chậm và 1 giai đoạn ngủ nhanh. Khi giai đoạn 1 và 4 bắt đầu là bạn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu trong giai đoạn này bạn thức giấc thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Còn giai đoạn 5 ngủ nhanh là khi có những giấc mơ xuất hiện lúc bạn đang ngủ. Chính vì vậy mà khi bạn thức dậy trong thời gian mà chu kỳ ngủ đang diễn ra thì sáng mai khi thức giấc bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên mà việc tính toán đúng giờ đi ngủ và thức giấc là điều nên làm nếu bạn cần dậy đúng giờ và tỉnh táo hơn sau khi thức giấc. Tại sao cần ngủ sớm? Theo các chuyên gia đang trực tiếp giảng dạy tại Cao đẳng Y Dược Hà Nội chia sẻ thì vào buổi tối bắt đầu từ khoảng 21 giờ, cơ thể con người cần được thư giãn để đi vào giấc ngủ say sau 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Giấc ngủ say sẽ đem lại nhiều tác dụng như giúp hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động hiệu quả. Cụ thể, cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể diễn ra với các mốc thời gian như trong khoảng từ 21 đến 23 giờ, thời gian này hệ miễn dịch bài độc, lúc này là tốt nhất nên ở trạng thái yên tĩnh hoặc nghe âm nhạc thư giãn. Trong khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ, thời gian để gan bài độc, tốt nhất nên ngủ say ở thời điểm này. Trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng là thời gian để mật bài độc, thời điểm này cũng cần được ngủ say. Trong khoảng từ 3 đến 5 giờ, thời gian để phổi thải độc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người mắc bệnh ho thường ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đang được tiến hành ở phổi. Trong khoảng từ 5 đến 7 giờ, thời gian ruột già bài độc, cho nên cần chú ý đi vệ sinh trong lúc này. Trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ, thời gian ruột non có thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng nên cần ăn sáng. Hãy dựa vào cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể mà thực hiện ngủ đúng giờ. Không nên thức quá khuya về đêm, sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Dấu hiệu dễ nhận biết cả việc thiếu ngủ là làn da xám, tái xanh hoặc nổi nhiều mụn. Nên đi ngủ và thức dậy lúc mấy giờ để tốt nhất cho sức khỏe? Nhiều chuyên gia về sức khỏe đã chỉ ra rằng cách tốt nhất để đảm bảo cho sức khỏe thì bạn nên đi ngủ lúc 21 giờ hoặc 22 giờ hàng ngày và thức dậy lúc 5 hoặc 6 giờ sáng. Với mức thời gian hợp lý này sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn và giúp cho hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Khi duy trì thói quen nên đi ngủ và thức giấc giống như đã đề cập ở trên thì bạn sẽ có được sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái và phòng ngừa được nhiều tác nhân gây ra các bệnh lý như tim, gan, thận, lão hóa da và nguy cơ béo phì. Tuy nhiên, đối với không ít người,
thì việc thực hiện dậy sớm sẽ là một điều rất khó khăn, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, với nhiều lý do không thể dậy sớm được như thói quen thức khuya, thích ngủ nướng. Nhưng tất cả mọi người nên nhớ, việc dậy sớm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên tốt nhất hãy tập và duy trì thói quen ngủ đúng giờ giấc. Tùy vào từng độ tuổi mà sẽ cần có giấc ngủ với số tiếng khác nhau, cụ thể như trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi cần ngủ đủ 14 đến 17 tiếng trên một ngày, trẻ em từ 4 đến 11 tháng tuổi cần ngủ 12 đến 15 tiếng trên một ngày, trẻ em từ 1 đến 2 tuổi cần ngủ 11 đến 14 tiếng trên một ngày, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cần ngủ 10 đến 13 tiếng, trẻ em từ 6 đến 13 tuổi là ngủ từ 9 đến 11 tiếng trên một ngày. Người từ 14 đến 17 tuổi cần ngủ từ 8 đến 10 tiếng. Người từ 18 đến 64 tuổi cần ngủ đủ 7 đến 9 tiếng trên một ngày. Còn những người trên 65 tuổi cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng trên một ngày. Trên thực tế thì mỗi người sẽ có nhu cầu ngủ khác nhau, kể cả nằm trong cùng một nhóm tuổi. Do đó, tốt nhất mỗi người nên tự lắng nghe cơ thể mình để tính toán thời lượng ngủ đồng thời lúc đi ngủ và thức giấc tốt nhất. Những lưu ý để có được giấc ngủ sớm: nên ăn vừa đủ, không nên ăn quá no hoặc thường xuyên sử dụng các loại đồ ăn có nhiều gia vị hay ăn những đồ ăn nặng bụng trong bữa tối. Tránh xa các loại đồ uống có chứa caffeine hoặc thuốc lá vào buổi tối. Sau bữa ăn tối nên thực hiện vận động nhẹ để giúp cơ thể tuần hoàn tốt hơn để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng nhớ chỉ thực hiện các động tác nhẹ nhàng như đi bộ hoặc uống ly sữa ấm. Không nên suy nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng để cho đầu óc được thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Không mang sách vở, tài liệu nghiên cứu vào đọc trước khi đi ngủ. Cần đảm bảo giường đêm của bạn luôn sạch sẽ, nơi ngủ thích hợp không có tiếng động, ánh sáng giới hạn và chỗ nằm thoải mái, không mặc đồ ngủ bó chật. Tập thói quen đi ngủ đúng giờ bằng cách dừng tất cả mọi công việc, Internet, Facebook khi đồng hồ điểm đến 21 giờ. Chắc hẳn qua những thông tin trên thì các bạn đã có lời giải đáp thắc mắc nên đi ngủ lúc mấy giờ. Từ đó hy vọng bạn sẽ có kế hoạch về giấc ngủ của mình để có sức khỏe tốt nhất.